Xin chào các bạn, trong video này Quốc Anh chia sẻ cho các bạn một cách để mà research niche và idea rất hay nữa. Thì giới thiệu cho các bạn, đây là một tool cho chúng ta spy và research cái e-commerce và app game khá là nổi tiếng cho các team hay dùng. Trong phần này chúng ta có thể là chọn cái phần app game, nó phụ thuộc vào cái business của mình làm về mobile app. Trong phần này mình sơ qua thì mình chọn cái nền tảng iOS này, Android này. Và chúng ta chọn những cái vị trí tất cả mọi thứ top chart ha. Thì trong phần này thì chúng ta có thể là chọn những cái biểu đồ research nghiên cứu, có Aspy Idea. Đấy, thì đây là một tool khá là ok. Những cái keyword ha, mình sẽ research tất cả những cái keyword này. Rồi, ok. Đến phần này thì mình hướng dẫn cho các bạn đăng ký một tài khoản BizSpy và cách check out $1 để mình trải nghiệm một cái gói Pro trong 3 ngày. Link đăng ký ở dưới video này các bạn nhé. Các bạn click vào link đăng ký ở bên dưới. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một tài khoản BizSpy và để mà research. Trong cái form này thì các bạn điền họ tên và email. Rồi sau đó là các bạn vào trong cái email để mà confirm cái account mình đăng ký. Rồi sau đó các bạn click vào chọn start. Thì trong cái bảng này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký check out một cái bảng Pro. Các bạn có thể trải nghiệm trước 3 ngày. Các bạn click vào try for $1. Thì trong phần này các bạn điền thẻ Visa của mình. Sau đó mình chọn là start trial. Rồi sau khi chọn start trial xong thì các bạn điền cái form của mình ha. Sau đó là nó gửi code về số điện thoại. Sau đó mình send, click vào send để nó gửi cái code. Sau khi mình điền vào, rồi sau đó mình chọn submit, confirm. Rồi ok, sau khi confirm xong thì cái tài khoản của mình là chuyển sang tài khoản Pro. Trong cái tài khoản này mình sẽ vào trong cái menu Aspy. Thì trên phần này mình có thể là search những cái từ khóa app hoặc là game để mình spy tất cả những cái quá trình chạy quảng cáo ở trên nền tảng Facebook, để mình xem những cái chỉ số, những cái thông số và những idea của cái video content. Trong này thì có những cái video content cũng tương tự giống như là Meta, cái thư viện quảng cáo ha. Thì mình sẽ click vào trong một cái video thì chúng ta xem được những cái nước nào nó đang chạy ha, và trên nền tảng Facebook và Android. Trong phần này nó có những chỉ số là impression, duration, tất cả những cái chỉ số chúng ta cần phải nghiên cứu. Và đặc biệt hơn là trong cái tool này mình có thể download được cái video về và mình làm cái material để mà chạy ad. Đấy, thì đây là những cái cơ bản nhất để mình sử dụng cái tool này và cho nó hiệu quả tùy theo cái mục đích của các bạn. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay thì các bạn like Spy King Cook Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng mobile app. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.